Ethiopia là quốc gia đông dân thứ hai của khu vực châu Phi với hơn 115 triệu người sau Nigeria. Người dân từ hơn 80 tộc người đang sinh sống tại quốc gia này chia sẻ diện tích hơn 1,1 triệu cây số vuông và là một trong những vùng đất thấp nhất của khu vực châu Phi. Cho các bạn chưa biết thì Ethiopia nằm ở gần rìa đông của khu vực châu Phi các bạn nhé. Các cộng đồng dân tộc đã làm tăng thêm nhiều màu sắc cho quốc gia thú vị này. Tại vùng phía nam của quốc gia này gọi là SNNP, với hơn 40 tộc người cùng sinh sống, một trong số đó chính là người Musi, những người sinh sống chủ yếu gần Jinka ở thung lũng Omo của Ethiopia. Một trong những điều thực sự thú vị đối với người Musi đó chính là những chiếc đĩa môi được đeo bởi nhiều người phụ nữ trong bộ tộc này. Tập tục này được cho là đã có từ hơn 30.000 năm trước đó các bạn. Các bạn đang xem tập này thì cũng nhớ nhấn theo dõi kênh của mình để ủng hộ mình làm tiếp các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những điều có thể bạn chưa biết về tộc người Musi các bạn nha. Người Musi sống chủ yếu ở khu vực Tây Nam của Ethiopia, trong vùng quốc gia Omo, một trong những khu vực biệt lập nhất của khu vực châu Phi. Người Musi và các nước láng giềng của họ đã trở thành một phần của nhà nước Ethiopia vào những năm cuối của thế kỷ 19, khi hoàng đế Menelik đề nghị thiết lập quyền kiểm soát của mình đối với các vùng đất thấp ở phía Tây Nam, giáp với Kenya và Sudan. Và cuộc sống của người Musi gắn liền với con sông Omo, và tại đây thì họ có thể canh tác nông nghiệp cũng như chăn thả gia súc của mình. Và những người ở đây cũng có tiếng nói riêng, đó là phương ngữ Musi, và mãi cho đến gần đây thì Musi mới trở thành một ngôn ngữ viết. Người Musi sống trong những túp lều gọi là Doris, mà mỗi nhà có vài thành viên trong gia đình, với nông nghiệp chủ yếu dựa vào gia súc để lấy thịt và sữa, và họ cũng thu hoạch lúa miếng, ngô và đậu. Thật không may, người Musi thường xuyên phải đối mặt với hạn hán, khiến mùa màng và đàn gia súc của họ trở nên suy yếu. Có 18 gia tộc Musi khác nhau cư trú tại Omo. Việc kết hôn với một thị tộc khác được coi là điều cấm kỵ. Mỗi tộc hơi khác nhau về trang phục, luật lệ và các dân tộc không phải lúc nào cũng thân thiện với nhau. Trong các thị tộc Musi, tuổi tác đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định tình trạng và vị trí của mỗi cá nhân trong xã hội đó. Những người phụ nữ đã kết hôn có cùng tình trạng dựa theo tuổi của chồng mình. Cũng giống như một số tộc người ở khu vực Đông Phi, những người ở đây được coi là người đàn ông trưởng thành không thông qua số tuổi sinh học của họ, mà được hình thành trong nhóm tuổi được đặt tên và trải qua một số cấp độ tuổi trong suốt cuộc đời của họ, và thông thường thông qua những cuộc đấu tay đôi. Đối với người Musi thì người đàn ông đạt tuổi trưởng thành đầy đủ gọi là Hirimo, và những trưởng lão đóng vai trò vị trí quan trọng trong tộc người đó và có cấp độ như Rora, Bara hay Karui. Những vô lão này trở thành cảnh sát của thị tộc và thường trừng phạt hoặc trông chừng người của họ. Như mình vừa chia sẻ thì các cấp độ tuổi tại các gia tộc này được phân chia thông qua những cuộc đấu, và những cuộc đấu đó sẽ được diễn ra như thế nào các bạn cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Để chứng tỏ độ nam tính của mình thì những người đàn ông Musi độc thân cũng như những tộc người khác trong nhóm Suri cũng vậy, tham gia vào một cuộc đấu tay đôi theo nghi lễ gọi là Donga, bằng cách sử dụng các cọc gỗ hoặc xào gỗ để chiến đấu với nhau đó các bạn. Theo truyền thống thì những cuộc chiến đấu này thường được tổ chức để gây ấn tượng với những người phụ nữ chưa kết hôn và chứng minh giá trị làm chồng của người đàn ông. Đây là một phần của nghi lễ của nhiều cuộc đấu diễn ra trong nhiều ngày, giống như một cuộc chiến tranh thật sự, và được thực hiện vào những thời điểm mùa màng thuận lợi để có đầy đủ chất dinh dưỡng cho các cuộc đấu. Và những cuộc đấu tay đôi này sẽ được tiếp tục cho đến khi một trong hai người đàn ông bị đánh bại do bị gãy xương, vết thương quá nặng hoặc do bỏ cuộc. Những người chiến thắng sẽ được tung hô, sẽ được khuân đi khắp khuôn làng của họ, và đặc biệt đây là một trong những nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành thực sự của những người đàn ông này. Đối với cuộc thi này thì lòng dũng cảm sẽ quan trọng hơn là chiến thắng, và đây cũng là cách họ học tự vệ, trưởng thành hơn để hòa nhập vào cộng đồng và môi trường mà họ sinh sống. Bên cạnh những người đàn ông thì những người phụ nữ Musi thường được đánh giá bản thân thông qua sức mạnh và khả năng đánh vòng tay sắt gọi là Ula. Vũ khí đấu tay đôi này được làm từ một thanh sắt và được dập và làm mịn để vừa khít với cổ tay của các cô gái. Những vòng Ula này có một lỗ hở ở bên trong cổ tay với hai núm tròn ở hai bên, được sử dụng làm để tấn công đối thủ. Những hình tượng mạnh mẽ được xem là lý tưởng đối với các cô gái, nếu yếu đuối sẽ không đeo Ula. Ula được đeo trên cổ tay và một người có thể có nhiều vòng tay. Sự mạnh mẽ cũng là yếu tố quyết định cho những người phụ nữ trong việc quán xuyến công việc gia đình. Chính vì vậy, cuộc đấu tay đôi vòng Ula cũng rất là quan trọng trong xã hội của người Musi.
Điều đặc biệt đối với những người phụ nữ mô si đó là những chiếc đĩa môi. Một cô gái trẻ chưa lập gia đình sẽ bị cắt môi và giữ lại bằng nút gỗ cho đến khi cô ấy 15-16 tuổi. Phần môi dưới sẽ được đâm thủng với chốt gỗ và cái chốt gỗ đó sẽ được thay thế dần dần bởi những chốt gỗ càng lớn hơn về sau. Tùy vào từng cá nhân mà người đó sẽ chọn kích thước môi khác nhau, nhưng người ta cho rằng môi càng lớn thì xính lễ cô dâu mà cô đó sẽ được nhận càng nhiều đó các bạn. Theo truyền thống thì những cô gái đã kết hôn và những người phụ nữ sinh con sẽ đeo những chiếc đĩa môi bằng gốm. Chúng là dấu hiệu cho khả năng sinh sản và thậm chí là sẽ được kết nối với những câu chuyện dân gian cổ. Đối với những cô gái đã kết hôn, bản môi thường được đeo trong các buổi khiêu vũ. Phụ nữ lập gia đình thường đeo chúng khi vắt sữa gia súc và phục vụ cho bữa ăn cho chồng. Vì những chiếc đĩa môi sẽ tạo ra một chuyển động duyên dáng và đỉnh đạt. Đối với người mô si thì đây là một cách để người ta định nghĩa về cái đẹp đó các bạn. Hay nói cách khác, môi càng lớn thì càng đẹp. Bên cạnh đó thì việc duy trì phong tục truyền thống này cũng là cách người mô si dạy dỗ con cái của họ trở thành con người xã hội, đạo đức và lành mạnh. Như mình đã chia sẻ thì người mô si sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và chăn nuôi gia súc. Chính vì vậy thì họ rất tin tưởng vào những thế lực có thể là bảo vệ cho họ cũng như là cho mùa màng bội thu và thời tiết thuận lợi. Người mô si tin vào một thế lực cao hơn gọi là tâm quy. Thế lực này được cho làm hình trong bầu trời, thường là cầu vồng, thậm chí là một con chim đó các bạn. Trong xã hội của người mô si thì thường là thầy tu gọi là Komoru hoặc thầy lang sẽ đóng vai trò chữa bệnh cho người bị bệnh hoặc bị thương. Đối với các vết thương hở có thể được điều trị bằng các loại thảo mộc và người chữa bệnh có thể biểu diễn một điều nhảy cho người bệnh. Và các thầy lang thường chà tay liên tục vào người bệnh để đuổi bệnh hoặc lau người bằng quả bầu, cà phê, thậm chí bằng nước sét đó các bạn. Và Komoru là một thầy tế lễ cấp cao trong bộ tộc mô si, người được xem là đóng vai trò giao tiếp trực tiếp giữa người dân và tâm quy, một thế lực cao hơn mà tộc người này luôn tin tưởng. Komoru cũng tiến hành các nghi lễ mang lại mưa, bảo vệ những người đàn ông, chống lại bệnh tật, bảo vệ khỏi cuộc tấn công của các thị tộc khác. Để bảo vệ sự liên kết giữa Komoru và Tâm Quy thì người này thậm chí không được phép ra khỏi buôn làng của họ hoặc ra khỏi nhóm người của họ gọi là Buran. Những năm gần đây thì người dân Mosi được tiếp cận với y tế hiện đại hơn, nhưng việc chữa bệnh bằng những cây thuốc, đất sét màu vẫn rất phổ biến. Số gia tộc Mosi thường tỏ ra hung dữ đối với những du khách không mong muốn, trong khi những người khác thì chào đón du khách, thường là để kiếm tiền. Những gia tộc thân thiện hơn đôi khi sẽ đi xa hơn với những trang phục nghi lễ truyền thống cho du khách du lịch chụp hình, mặc dù không có một sự kiện thực sự nào để ăn mừng cả đó các bạn. Hầu hết những người đàn ông Mosi đều mang súng trường bên mình, nhưng điều đó không khiến bạn lo lắng, và họ chỉ sử dụng nó để bảo vệ khỏi cuộc tấn công bởi những bộ tộc khác đó các bạn. Tiêu chuẩn về cái đẹp bằng những chiếc đĩa môi to lớn đã khiến cho những du khách đổ xô đến xem những người phụ nữ Mosi ở những gia tộc này. Việc du khách đến đây ngày càng nhiều khiến cho những người Mosi ngày càng trở nên phụ thuộc vào tiền của du khách để mua đồ ở chợ. Và việc này đã thúc đẩy những người phụ nữ đến các địa điểm du lịch, đeo những chiếc đĩa môi của họ, bôi nước sét lên mặt, đắp váy trẻ em và thậm chí họ mang những vật trang trí gia súc lên đầu của họ để trông kỳ quái hơn và thu được nhiều tiền hơn từ những du khách. Dù biết việc du khách đến đây có thể giúp đỡ phần nào cho cuộc sống của những người dân Mosi, nhưng họ cũng mang rất nhiều phiền toái đến cuộc sống của người dân ở đây. Và vừa rồi là những thông tin có thể bạn chưa biết về tộc người Mosi. Bên cạnh những chiếc đĩa môi được đeo bởi những người phụ nữ, thì họ còn rất là nhiều những tập tục thú vị khác mà có thể là nhiều người chưa biết tới. Hy vọng tập này đã cung cấp nhiều thông tin thú vị cho các bạn về tộc người Mosi ở Ethiopia. Hy vọng các bạn sẽ theo dõi kênh để tiếp tục xem những thông tin thú vị trên kênh của mình các bạn nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau nha.